Thưa thưa chương trình, thì Phương cũng xin gửi đến của chú anh chị mình có mặt ở đây qua bài Tân Cổ Giao Duyên, Ký Ức Hoa Đào của tác giả Diệp Dạm Cỏ. Xin mời gì cùng lắng nghe. Đầu xuân sao mà ngày ngất gì đứng bên em nơi âm đà len vào. Em làm chi hỏi cánh hoa đào đi trái tim anh trái tim ngồi một lần rồi để nhớ để thương em Hà Nội giọng ngọt ngào Hà Nội thâu giọng cổ buồn anh áp về giao duyên mình hiểu nhau rồi đừng hững hờ em nhé. Bởi sỏi đá dù có bền bỉ đến ngàn năm cũng không sánh bằng tình anh chung thủy. Hà Nội ơi em là tri kỷ cho hồn anh hoàng nhìn nữ nồng nàn. Về em nhớ hoa đào
đầu đời sao gọi tên em bồng nghẹn ngào. Ngoài ấy bây giờ tháng mấy rồi em, sao anh nghe như ngọn gió mùa đông bắc. Nhưng cái lạnh khiến lòng anh quay quất, nhớ bàn tay nhớ hơi ấm người tình. Em có một mình dạo bước quanh hồ Gươm, nơi hò hẹn cũng là nơi tình biệt. Anh đi anh nhớ qua đào, nhớ người con gái xuân nào còn không.